đã có thể giao tiếp được với động vật dễ dàng. Bạn thắc mắc chú cún cưng đang nói điều gì ư? Thì đây là một đoạn giải pháp. Đó, đừng có chó. Gần đây, cộng đồng mạng đang thu hút sự chú ý của chủ nhân, những chú chó bằng ứng dụng phần mềm giúp cho chó bạn biết yêu thương chúng như thế nào. Điều này có lẽ sẽ là cứu tinh cho nhiều người đang suốt ngày mắc không hiểu cún nhà mình đang nói gì và muốn gì, dù không biết dịch tiếng có đúng không, nhưng nó đã mang đến cho mọi người những tràng cười sảng khoái. Chú dê biết nói tiếng người, liên tục kêu mẹ ơi, làm ai cũng nổi da gà. Để bà ấm cung ra. Mẹ ơi, nghe gì không? Đây đây chuyện. Thay vì kêu bè bè như đồng loại, chú dê này lại phát ra tiếng người, làm ai nghe cũng bất chợt hoảng hốt. Theo chia sẻ của Độc Lạ Bình Dương, chú dê này được một cặp vợ chồng nông dân ở Hậu Giang mua về nuôi. Hình dáng của nó thì không khác gì những con dê trong chuồng. Chỉ khi chị vợ đến gần chuồng, thì con dê này liên tục phát ra những âm thanh rất rõ như tiếng người. Mẹ ơi, mẹ ơi! Cũng có những người nói dê này ở kiếp trước đã có một mối liên hệ nào đấy với gia đình, nên mới được nhận về nuôi và kêu như thế. Dù chưa thực hư thế nào, clip nó dùng thêm thủ thuật gì không, nhưng câu chuyện về chú dê biết gọi mẹ ơi hiện đang vẫn được cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ rộng rãi. Ninja sa lầy vào đường bê tông mới đổ. Đường đang đẹp thì Ninja Lead làm nhiệm vụ. Vì làm nhiệm vụ nên các cô chẳng nể ai, đưa chiếc xe máy lao thẳng vào con đường vừa mới đổ bê tông. Hậu quả cả người cả xe đã mắc kẹt trong lớp bê tông dày. Còn những người công nhân khi nhìn thấy hình ảnh đó thì vô cùng ngán ngẩm. Khi hàng chục mét đường vừa mới làm xong, này phải sửa lại từ đầu. Về phía cô gái đã nhanh chóng được kéo ra khỏi con đường bê tông mới đổ. Chắc hẳn sau vụ việc này sẽ là một bài học nhớ đời dành cho cô gái trẻ. Chàng shipper một chân nhảy lò cò khiến dân mạng nể phục. Anh tàn nhưng không phế. Hình ảnh chàng trai mặc áo shipper chỉ có một chân nhảy lò cò vào một siêu thị để nhận hàng khiến ai cũng khâm phục nghị lực phi thường của chàng trai trẻ. Được biết, anh chàng này chính là Tôn Tấn Quốc, 21 tuổi, quê Phú Yên, năm lớp 10. Vì mắc bệnh nặng, dù gia đình cố gắng chạy chữa ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh đã không giữ được chân phải. Với anh khi đó là một cú sốc lớn, nhưng nó vẫn không thể nào khiến anh chùn bước trước nghịch cảnh. Dù cuộc đời lấy mất của anh một chân, nhưng anh vẫn mạnh mẽ, sống có ích và không phụ thuộc vào bất cứ ai. Điều này không chỉ khiến khách hàng, mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Ai cũng động viên anh cố gắng lên nhé. Vậy mới thấy được rằng, chỉ cần có nghị lực và niềm tin, chúng ta có thể làm được tất cả.